sợ. Đây là phòng ngủ nè. Đó. Đây là phòng khách nè. Còn đây là phòng bếp. Ở đây có bếp sẵn luôn nha. Đó, có bếp lò luôn nè. Đó. Xem có xài được không? Có xài được. Sau đó đây là phòng tắm, vệ sinh, tắm đứng nha. Đây, đó, bồn rửa tay, đó.